Mình muốn chia sẻ, nếu mà các bạn không tin thì mình cũng đã từng đi học. Vâng, cấp 3 Trần Phú. Cái hồi mình thi đại học, căng thẳng á. Mình vẫn lỗ thủ khoa, nhưng mà căng thẳng. Mình đỗ Á khoa, nhưng mà căng thẳng. Nhưng mà có một số người, những người mà đã không học hoặc là bỏ học từ lâu đã nói với mình những cái chân lý rất là đơn giản mà mình cảm thấy rất là biết ơn. Nên là mình xin truyền dạy cho các bạn đi học ngày hôm nay. Và mong các bạn không đăng lại cái này lên mạng. Thứ nhất là nó cái học nó không quan trọng lắm đâu. Nhưng mà các bạn thứ hai là phụ huynh không phải là chân lý các bạn ạ. Phụ huynh họ cũng là trẻ con như mình thôi, họ đang đi tìm đường. Và mình phải yêu thương họ, mình nhưng mà mình cũng phải lặng lẽ phản đối họ. Thế nên là mình rất muốn chơi cho bố mẹ các bạn. Mình muốn kết nối cái khoảng cách xã hội của nó khủng khiếp. Và có cái khoảng cách giữa hai thế hệ. Bởi vì cách xã hội đi như thế thôi. Một số người là không may mắn như mình, một số người là không có lối thoát ở trong đấy. Hôm qua một bạn vừa nhảy xuống từ tầng cao ốc vì họ không tìm được lối thoát, giữa mối quan hệ với bố mẹ mình. Mình muốn tặng bài này cho bạn, bài này rất là